Một thông tin vui đối với những bệnh nhân không may mắc phải những căn bệnh về máu ác tính, khi mà Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết là hiện Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đầu tiên ở tại Việt Nam có hơn 3.000 mẫu đã được lưu trữ. Bây giờ thì một bệnh nhân có nhu cầu muốn ghép tế bào gốc rất dễ dàng tìm được mẫu tế bào gốc máu dây rốn phù hợp để dùng ngay. Nhưng mới đây thì một bệnh nhân sau khi đối chiếu đã tìm được hơn 100 mẫu phù hợp. Công việc hàng ngày của các kỹ thuật viên tại Trung tâm Tế bào gốc của Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương lựa chọn từ 2 đến 4 mẫu tế bào gốc dây rốn tốt nhất trong hơn 100 mẫu từ các sản phụ sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mỗi ngày. Trải qua rất nhiều bước xử lý, cuối cùng khối tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng được lưu trữ và bảo quản trong ly tơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C trước khi đưa ra sử dụng. Ngân hàng đã lưu trữ được hơn 3.000 mẫu tế bào gốc được xét nghiệm HLA độ phân giải cao, và khi một bệnh nhân cần ghép, tiến hành đọ chéo HLA, khả năng tìm kiếm thành công có thể đạt hơn 97,8%. Hiện bây giờ cứ có một bệnh nhân mà nếu có nhu cầu thì đến trung tâm của chúng tôi, đến cái Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng này, chúng tôi có thể lựa chọn từ cao hơn cả 97% nữa, chắc chắn có. Nhưng ý thứ hai nữa, không phải chỉ bằng một mẫu, mà có những bệnh nhân chúng tôi tìm như vậy là gần đây nhất khoảng 190 mẫu, tức là trong ngân hàng chúng tôi có hơn 3.000 mẫu, thì tôi đã tìm được khoảng 190 mẫu phù hợp hẳn là với cái bệnh nhân mà cần đó. Như vậy thấy không? Cái cơ hội để mình chọn, mình chỉ cần một mẫu thôi. Để chọn tiếp là trong trên hơn 190 mẫu đấy là rất lớn. Với những ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn dịch vụ chỉ phục vụ cho chính sản phụ, phạm vi hẹp, lượng tế bào gốc không đủ thành phần để ghép cho người lớn mà chỉ cho trẻ con 10 kg. Thì với ngân hàng tế bào gốc cộng đồng, mọi chuyện đã khác. Lập cái ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng thì tất cả những cái đó được giải quyết. Cái thứ nhất là dùng được cho cả người lớn, vì chúng tôi đã chọn được cái mẫu mà nó có nhiều tế bào gốc, nhiều về thể tích. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đây là của cộng đồng, cho nên không có hạn chế gia đình nào cả, cứ miễn sao phù hợp hẳn là của người nhận và của người cho thì dùng. Đấy, thì đó là đã giải quyết được tất cả. Đã có 16 ca được ghép thành công từ ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng này. Và quan trọng hơn là trị được tận gốc những căn bệnh máu ác tính. Bệnh nhân có thể khỏe mạnh trở lại cuộc sống bình thường. Cái tế bào gốc của người cho khỏe mạnh mọc được thành công trong cơ thể bệnh nhân thì nó sẽ tiếp tục tạo ra được một cái hiệu ứng là ghép chống leucemia, tức là ghép chống khối u. Do đó mà các tế bào ung thư sẽ tiếp tục được tiêu diệt, vì vậy mà bệnh sẽ lui được tốt hơn. Trong hiện tại và tương lai, chắc chắn Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng sẽ cung cấp đáng kể nguồn tế bào gốc để ghép điều trị cho bệnh nhân và trở thành tài sản chung của toàn xã hội. Nguồn tế bào gốc được lưu trữ không chỉ sử dụng để điều trị bệnh máu mà còn có thể sử dụng để ghép tế bào gốc điều trị nhiều bệnh khác như tiểu đường, Parkinson, bệnh lý thần kinh, vân vân.